Hai ngày sau, Tĩnh Vương Chu Chiên vội vàng đi ra ăn và bỏ đến cho Chu Nguyên Chương. Phụ hoàng đích thân ra chủ lĩnh địch bỏ chạy ngay. Từ nay, phía Tây trong 10 năm tới sẽ không còn đáng lo nữa. Phụ hoàng dự định khi nào về kinh thành? Khi trở lại kinh thành, Nhi thần thỉnh phụ hoàng ghé thăm một chuyến đến Ninh Hạ của Nhi thần. Ai nói chậm sẽ quay lại? Lạng Thập Lục 16 trận chiến của chậm mới bắt đầu. Trận đại chiến vẫn còn ở phía trước. Cháu của ngươi Lãng Trần còn ở đây. Nó không chỉ đánh bại và làm tê liệt quân đội của vua Nasazi. Đánh bại và làm tê liệt quân đội của vua Nasazi đã là quá tốt rồi. Phụ hoàng còn muốn làm gì nữa? Mặc dù ngày hôm qua chúng ta đã có một trận chiến tốt, nhưng đó cũng không phải là công lao của Chu Lãng Trần. Đó là mệnh lệnh của bệ hạ đã triển khai và kế hoạch giúp đỡ tài tình của Tư Hoài thành của chiến đấu miệt mài của toàn quân. Chậm biết con cũng không tin được Tôn Lãng Trần. Nó có trái tim hoàng dã. Nó không những muốn bắt sống vua Nasazi, nó còn muốn ta bắt trước Hán Vũ Đế triều đại lên núi Côn Lôn cúng Tây Thái Mẫu. Ôi trời, lần này lão Chu đã đồng ý rồi. Ông ta có thực sự bị tôi thuyết phục không? Nhưng mà lão Chu nói rằng tôi có tham vọng. Tôi đã không bộc lộ điều gì ra ngoài mà. Hiện tại tôi không có bất kỳ tham vọng nào cả. Chẳng lẽ chuyện hôm nay của Tư Hoài Tiến bị lộ? Bước tiếp theo, tôi có nên ẩn mình đi giấu một con cầu tiếp không? Tam Tôn cuối cùng cũng bị lộ một chút. Bây giờ nó lại muốn trốn tránh lần nữa sao? Thế nào điều đó có thể xảy ra? Trần, con đừng hiểu nhầm. Gia gia không có ý trách tham vọng của cháu. Cháu cũng không cần phải sợ. Cháu có thể làm bất kỳ thứ gì mà cháu muốn. Đi khám phá cũng tốt. Phụ hoàng, các nước miền Tây này rất nhỏ, các bộ tộc chiến đấu với nhau hỗn loạn. Xem thế nào ngài có thể bước đến đó. Các nước phương Tây, các bộ tộc chiến đấu với nhau hỗn loạn. Đây không phải là cơ hội tốt nhất của chúng ta sao? Nếu Tây vực sáp nhập vào một quốc gia, hình thành một khối nguyên khối, còn gì có thể tốt đẹp hơn nữa ở Đại Minh? Giống như thời Bắc Tống. Sự trỗi dậy của Lý Vô Hạo nước Tây Hạ bất cứ lúc nào đều nhòm mò phía Tây của nhà. Nếu nhà Minh không thống nhất, luôn có những bộ lạc mới có thể thống nhất. Khánh Hoàng Tử đến đúng lúc. Khánh Vương không phải còn có 3 vạn quân sao? Cứ để Khánh Vương canh gác, sống ở Gia Dục Quan. Chỉ có như thế, 6 vạn binh mã dưới trướng của tôi. Ngoài ra, còn có quân đầu hàng do Yến Vương phải đầu. Sau đó tất cả chúng ta có thể đi đến các khu vực phía Tây. Không tệ, không tệ. Ý tưởng của Tam Tôn rất tốt. Tây vực chưa được nhà Minh thống nhất, sẽ có những bộ lạc mới có thể thống nhất. Không cần phải nói, các bộ chúng đều lỗ mãng, đặc biệt là vua Nasazi đã triệu tập và thống nhất một số bộ đồng cộng 6 vạn binh mã. Không như thống nhất phía Tây, không phải những gì đại minh của ta muốn thấy. Trừ khi khu vực phía Tây thống nhất này được kiểm soát bởi đại minh của ta. Lão 16, sao càng tới biên giới lại càng rụt rè? Vì con đã đến đây, vậy thì đừng quay lại nữa. Gì cơ? Phụ hoàng vừa nói gì cơ? Tôi đừng quay lại nữa. Cùng phụ hoàng đi miền Tây sao? Phụ hoàng đã đổi Tây An trở lại thành Trường An. Nói Tây An không phải phía Tây, vùng phía Tây có thể là vùng đất phụ hoàng muốn xâm chiếm sao? Đến và xem chứ. Chuyện như vậy, phụ hoàng làm chuyện này có quá quan trọng không? Phụ hoàng, nhi thần có thể làm gì? Không phải con có 3 tỉnh ở Ninh Hạ sao? Có nhiều hơn 3 vạn binh mã. Khánh Vương tái nhợt, môi ông ta đang run rẩy. Vâng, có hơn 3 vạn quân. Trời ơi! Phụ hoàng ngài có muốn đối xử với con như một người dưng không? Đầu tiên, ông đã nắm quyền chỉ huy 6 vạn binh mã của người anh thứ. Sau đó ông giao lãnh thổ của huynh ấy cho Chu Lãng Trần. Tôi đang đi theo bước chân của Túc Vương. Ôi, sao mình ngu thế nhỉ? Phụ hoàng đã nói, bảo mỗi vương chư hầu hãy tự giữ thuộc địa của mình. Không ai được phép đến nếu không có lệnh. Lần này tôi giao hàng đến tận cửa nhà, gửi nó đến tận tay phụ hoàng để xử lý. Phụ hoàng, nhi thần là vương chư hầu có ít binh mã nhất trong các vị vương. Thái ấp của nhi thần cũng là thái ấp nhỏ nhất. Quan thần trong phủ của nhi thần, người hầu và gia đình cũng cần phải ăn. Chu Nguyên Chương lập tức hiểu được Chu Chiên sợ hãi điều gì. Lão Thập Lục, con đừng lo lắng, con khác với lão 14. Lão 14 cứ loanh quanh mỗi ngày, nó còn có rất nhiều binh lính. Một thái ấp lớn như vậy chẳng có tác dụng gì. Chậm cũng sẽ không lấy đi thái ấp của con. Các giảm quân của con chỉ là chậm cần mang theo Tam Tôn Lãng Trần bên mình. Phải có binh mã ở lại trấn thủ, cần phải có người ở hậu phương. Con hãy trấn thủ Gia Dục Quan. Ngoài ra còn có các thái ấp khác của Lãng Trần thời do con quản lý. Con phải quản lý tốt các tướng lĩnh, các binh sĩ đã và đang bảo vệ Gia Dục Quan, không được có tình trạng giống như lão 14. Tham ơn, con tự mình suy nghĩ đi. Phụ hoàng thật tuyệt vời. Phụ hoàng biết tôi không lời biếng như huynh 14. Vì vậy ông không có ý định lấy đi binh lính và thái ấp của tôi. Ông ta chỉ để mình phụ trách thái ấp của Chu Lãng Trần. Những người lính vẫn là của riêng mình, không hề mất đi hay mất đất. Miễn là bảo vệ được Gia Dục Quan, thái ấp của Chu Lãng Trần thì sẽ không có rắc rối lớn. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, bệ hạ sẽ quay lại sau đó. Có lẽ ông ấy cũng sẽ tăng số lượng quân cho mình. Nước đi của lão Chu thật lợi hại. Đầu tiên hãy nâng ông chú lên cao, sau đó nhẹ nhàng đặt ông chú xuống lại, mang lại cho Khánh Vương cảm giác được lợi. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Vua Nasazi, ta đến đây. Vua Nasazi, ta sẽ chuẩn bị cho đường rút lui của người. Chuẩn bị từ xa sao? Vua Nasazi chắc hẳn đã trốn sang Quảng Châu. Đuổi hay không đuổi? Các ngươi nói ta nghe xem. Bệ hạ, thần nghĩ rằng ngài phải đuổi theo. Thưa bệ hạ, chúng ta đã đánh mất cơ hội tốt nhất của mình. Vua Nasazi đã chạy hơn 10 dặm vào biển. Vua Nasazi trong 2 ngày đã chạy đi. Thần em rằng chúng ta có muốn cũng không thể bắt kịp nữa. Phụ hoàng, chúng ta có thể cử sứ giả đến các bộ lạc Tây vực. Bọn họ cho rằng nhà Minh không có ý định thôn tính các nước Tây vực. Khuyên họ đừng bị vua Nasazi dụ dỗ. Bệ hạ, ý tưởng của Khánh Vương rất tuyệt vời. Thần nghĩ chúng ta vẫn có thể sử dụng phương pháp trao thưởng trước. Hãy để tất cả các quốc gia và bộ lạc ở Tây vực phản đối với các âm mưu của vua Nasazi. Có thể giết chết cả vua Nasazi dưới những phần thưởng hào nhoáng. Họ sẽ dũng cảm. Chuyện tặng quà cho bọn chúng cũng nên cân nhắc. Vua Nasazi tập hợp được rất nhiều bộ lạc và bọn chúng không thống nhất. Lại có một đám đông bộ lạc nhỏ, quốc gia nhỏ khác nhau. Các bộ lạc nhỏ có lợi ích và tính toán riêng. Miễn là phần thưởng đủ cao, một bộ tộc chấp nhận rủi ro chỉ vì muốn có một số lợi ích. Kế hoạch này được đưa ra, liên minh khu vực phía Tây sụp đổ mà không có tên đó sẽ tự phá hủy liên minh của mình mà không. Bệ hạ, hôm nay vi thần cuối cùng cũng hiểu được ý định tốt của ngài. Vi thần đã nhìn thấy tầm nhìn xa của ngài. Tại sao Mô Bá Tông lại đột nhiên khen ngợi ta chứ? Ta thậm chí còn không biết ý định của mình là gì nữa mà. Bệ hạ, khi ngài khởi hành từ kinh thành, ngài đã tổ chức đưa hơn 50 thương nhân nhỏ từ Tây vực. Chắc ngài đã có ý định này từ lâu. Hãy để những thương nhân sứ giả từ các khu vực trở về quốc gia và khu vực bộ lạc tương ứng, như vậy sẽ thích hợp nhất.
Ta đã đưa những người này đến đây và mục đích ban đầu là tạo điều kiện giao tiếp với nhiều quốc gia và bộ lạc khác nhau. Hắn lại yêu cầu hãy để những người này quay lại bộ lạc hiệu quả hơn nhiều so với việc cử phái viên đến các nước và bộ lạc khác nhau. Ta không ngờ đội ngũ hơn 50 lại có một vai trò lớn như vậy. Chuyện tốt này, tốt. Tốt cái giám. Lão Chu, tại sao những sứ thần và thương nhân này lại phục vụ nhà Minh? Những sứ giả và thương gia này, tất cả vì đất nước và bộ tộc của chúng, lợi ích của gia đình và bản thân chúng, chúng đến Đại Minh. Sau đó quay về và báo cáo lại nó. Những quốc gia và bộ lạc này có thể theo vua Nasazi lại tấn công tiếp vào gia dục quan. Điều này cũng giải thích khả năng lừa dối của vua Nasazi mạnh đến mức nào. Điều này cũng giải thích những quốc gia và bộ lạc này những hiểu lầm và định kiến về nhà Minh lớn đến mức nào. Không phải giống chúng ta, làm việc cùng nhau, đừng nghĩ quá nhiều về chúng. Đặt hy vọng vào một người khác. Đây là tâm lý của một nước yếu. Hãy để người của họ quay lại và thuyết phục họ. Điều này sẽ khiến các quốc gia Tây vực càng coi thường nhà Minh hơn. Nếu chúng ta để chúng quay trở lại, nó không những không làm họ xa lánh hay xao lãng, ngược lại sẽ khiến các nước Tây vực coi thường. Tam Tôn đã kịp thời nhắc nhở ta. Điều này tốt, tốt, tốt cái giám. Nụ cười của Khánh Vương và Ngô Bá Tông gần như cứng lại cùng lúc. Bệ hạ rõ ràng vừa rồi đang khen ngợi. Đột nhiên thái độ của ngài ấy thay đổi đáng kinh ngạc. Không chỉ trực tiếp phủ nhận, làm sao ông ấy lại bắt đầu chửi bới mọi người? Phụ hoàng, chuyện này là chuyện gì vậy? Ngô Kiến Quân, ngươi nói ngươi muốn tặng ngươi định thưởng gì? Thưởng danh hiệu, thưởng ngân lượng, một thứ gì khác có thể tiếp cận nhiều hướng. Cầm miệng, thưởng ngân lượng, ngươi không biết rằng giao dịch bạc đã bị cấm. Vừa nãy đã lỡ lời rồi, bởi vì giao dịch bằng bạc, đây là giao dịch của nhiều triều đại và thế hệ. Vua Nasazi ở ngay trước đều giao dịch đã yêu cầu Đại Minh của chấm tiếp tục giao dịch bạc. Từ thời nhà Tống đến nay, tiền dần dù mục cướp của người Hán, nhiều vô số kẻ Đại Minh cấm giao dịch bạc, nó gây ra tổn thất nặng nề cho vua Nasazi và các nước khác. Đây là lý do cơ bản tại sao bọn họ lại đoàn kết lại. Bây giờ để các sứ thần và thương nhân từ các quốc gia chẳng có tác dụng gì cả. Trong mắt người phương Tây, vua Nasazi đang chiến đấu vì lợi ích của bọn họ và mặc định rằng nhà Minh đã ép buộc họ. Chậm luôn mang theo các sứ thần và thương nhân từ các khu vực phía Tây có hai mục đích chính: một là để họ làm cố vấn chung, thứ hai là để họ dẫn đường. Lão Chu thật tuyệt vời. Lão Chu mang theo những người này hóa ra có một ý nghĩa kép. Tôi tưởng họ chỉ để cố vấn, hóa ra họ còn được yêu cầu dẫn đường. Với những người này dẫn đường, quá trình thống nhất các nước Tây vực chẳng phải sẽ nhanh hơn nhiều sao? Lão Chu quả thực rất mưu mô, rất là xảo quyệt. Mê mơ, lời giải thích của Chu Nguyên Chương. Điều này khiến mọi người cảm thấy vua Nasazi có lẽ không dễ bắt được. Chỉ cần chính sách cấm giao dịch bạc của triều đình không bị bãi bỏ, sự thù địch của các nước Tây vực đối với nhà Minh sẽ không dừng lại. Từ gia nhà đầu, nói ta nghe, khi đuổi theo vua Nasazi để giải quyết những vấn đề về lương thực và cỏ vệ hạ, vấn đề lương thực và cỏ ngựa thật sự rất khó giải quyết. Vua Nasazi đã trốn thoát và lẫn trốn như chúng ta không thể biết được. Hắn ta bỏ chạy và chúng ta đuổi theo. Hắn chủ động còn chúng ta thụ động. Khi chúng ta đuổi theo, thần sợ chúng ta sẽ không thể đuổi theo con đường của chúng chạy được. Điều này sẽ làm tăng trở ngại cho hậu phương trong việc đáp. Thần biết kẻ thù có thể cắt nguồn cung cấp lương thực của chúng ta, bắt trộm lương thực và cỏ hậu quả có thể không thể tưởng tượng được. Tiểu thư, những gì từ cô nương nói là đúng. Việc truy đuổi quân của vua Nasazi bây giờ quá khó khăn. Đã biết như vậy, tại sao phải bận tâm ngay từ đầu? Ngô Bá Tông nói xong, hắn nhìn Lãng Trần lần nữa, xem cậu ta có chủ ý gì. Khi Chu Lãng Trần thả vua Nasazi đi, bây giờ hoàng thượng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tư Hoài Tiến đã có kế hoạch dự phòng nhưng không sử dụng, và cô ta đã giấu chuyện gì đó và không nói ra. Hãy để ta nói điều đó thay cho bệ hạ. Ngô Kiến Quân đã dẫn 5.000 binh từ Bắc Bình đến đây, không yêu cầu hỗ trợ lương thực từ ba vị vương chưa. Làm thế nào cậu ta có được nguồn thực phẩm cho quân mình? Tôi sẽ chịu xấu hổ nếu tôi nói điều này là sai. Các ngươi là những học giả chưa chắc, làm thế nào có thể quản lý và kiểm soát được lương bệ hạ? Chúng ta khi đuổi theo vua Nasazi, đó là nuôi dưỡng chiến tranh bằng chiến tranh. Họ vui vì họ đã cướp được của chúng ta. Họ không thích chúng ta cướp của họ. Điều chú tôi nói thật tuyệt vời. Đúng vậy, chiến tranh để làm gì? Chiến tranh là vì muốn kiếm lợi nhuận. Lão Chu chỉ muốn đuổi theo vua Nasazi. Hãy để vua Nasazi trở thành đội trưởng đội vận tải của chúng ta. Chỉ cần tôi cần vua Nasazi một cái. Nếu hắn ta có thứ gì để ăn thì chúng ta sẽ có. Chúng ta cũng có những món mà chúng ta chưa từng ăn ở vua Nasazi. Đúng vậy, tại sao ta không thể nghĩ tới điều này? Họ từng ăn trộm đồ của chúng ta, lần này chúng ta chỉ cần lấy lại. Chúng ta không quen thuộc với địa hình của khu vực này. Vua Nasazi lại biết rất rõ nó. Thực vật thủy sinh ở đâu? Nguồn cung cấp ở đâu? Vua Nasazi sẽ cho chúng ta biết. Mà vừa rồi Tam Tôn nói vua Nasazi không có gì ăn. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Khải quốc công, ngài đã nói như vậy, đó là phá hoại hiến pháp quốc gia. Ngô Bá Tông nói phá hoại hiến pháp quốc gia là bọn chúng đã làm gì với chúng? Sẽ làm bất cứ điều gì. Không cần lịch sự với kẻ thù. Ăn miếng trả miếng. Nợ máu thì đền máu, chúng ta không mạnh mẽ, phải khóc để lấy lại sao? Ngô Bá Tông, sao ngươi không đi đọc sách tiếp đi? Hãy đọc lại toàn bộ văn kiện. Ha ha, Lão Chu không hề tỏ ra tử tế với mọi người. Tôi chưa bao giờ phát hiện ra điều đó. Lão Chu khi tức giận cũng khá dễ thương. Lão Chu tiếp tục chỉ trích hắn ta. Ngô Bá Tông, Yến Vương đã nhờ ngươi đến giúp đỡ trong trận chiến. Ông ta không yêu cầu ngươi làm chủ tòa. Lãng Trần, hãy chỉ cho ta cách lấy lương thực và cỏ. Ra ra, Khải Quốc Công đã nói đúng. Cứ đuổi theo vua Nasazi là thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống. Chúng ta mở cửa đón Lý Trang Vương. Lý Trang Vương, Lý Trang Vương là ai? Ta cẩn thận nói với Lý Tự Thành và Lý Trang Vương rồi. Lý Tự Thành chiếm được Bắc Bình, kinh đô của nhà Minh, một vị hoàng đế cuối cùng của nhà Minh phải treo cổ tự tử, và lịch sử nhà Minh bắt đầu từ một chiếc bát, kết thúc lại là một sợi dây. Lý Trang Vương lúc bấy giờ dâng khẩu hiệu khắp nơi, ăn hắn, uống hắn, mở cửa đón Lý Trang Vương. Trung Nguyên Chương đã sợ hãi khi nghe điều này. Hóa ra nhà Thanh nối tiếp nhà Minh sao? Đó chắc chắn là nhà Thanh đã diệt trừ Đại Minh của chúng ta. Tại sao Lý Tự Thành hay Lý Trang Vương lại xuất hiện? Nếu tôi mà kể lại lịch sử này, Lão Chu có thể sẽ chém tôi. Nhiều chén ta đã chém nó từ lâu rồi. Làm thế nào ta có thể nghe lén trái tim con sau khi ta cắt nó? Làm thế nào ta có thể quản được chiều hướng của lịch sử? Ra ra kỳ con là đột nhập mạnh mẽ. Đột nhập một cách mạnh mẽ. Ra ra, chúng ta càng cấp bách đuổi nhanh càng dễ bắt vua Nasazi hơn. Tất cả thực phẩm và vật dụng của hắn đều thuộc về chúng ta.
Vua Nasazi có lẽ bây giờ đang ở Quảng Châu. Hắn ta đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không dám truy đuổi hắn. Thức ăn, cỏ, vũ khí, nhiều thứ khác của hắn đều được cất giữ ở đó. Đánh chiếm Quảng Châu, chúng ta sẽ có đủ thức ăn. Ngay cả khi chúng ta không thể bắt được vua Nasazi, biên giới phía tây của nhà Minh chúng ta cũng có thể kéo dài thêm 500 dặm. Đánh chiếm Quảng Châu, chỉ cần lấy lại thành trì và vùng đất thuộc về chúng ta, cho dù chúng ta có tấn công Quảng Châu, vua Nasazi cũng sẽ bỏ chạy sớm. Lẽ nào chúng ta sẽ đuổi theo tiếp sao? Chúng ta nên làm gì nếu vua Nasazi lúc đó biến mất nữa? Dù như thế nào, không có gì sai khi tấn công Quảng Châu trước. Không thể để mất dấu vết vua Nasazi. Càng có nhiều người thì càng khó che giấu dấu vết. Lãng Trần, con là thống soái toàn quân, con hãy theo dõi mọi việc một cách cẩn thận. Vua Nasazi là không có gì sai. Nhưng nếu vua Nasazi mất chỗ ở và hết thức ăn thì sao? Khi đó cứ coi như vua Nasazi bị bắt sống. Đến lúc đó quân đội không thể quay lại thì sao? Không có lương thực và cỏ. Chậm sợ những quốc gia và bộ lạc nhỏ có thể bắt nạt. Con đã nghĩ về điều này chưa? Lão Chu thực sự đang dồn ép mọi người từng bước vậy. Cảm giác như tôi đang mạo hiểm. Thực tế là không có rủi ro nào cả. Khi lão Chu còn trẻ, ông đã làm bất cứ thứ gì mình muốn. Lão Chu có gia thế tuyệt vời và sự nghiệp lẫy. Về già thì rụt rè như một con chuột. Đạt được mục tiêu mà không cần làm gì cả. Cũng cần kích thích một chút. Với lão Chu, ra, ông ơi, ông có sợ không? Ông cũng có thể ở lại gia dục quan. Con sẽ cùng với Bình An, nhị thúc của con và những người khác đuổi theo vua Nasazi. Lão Chu chắc chắn sẽ rất tức giận. Lão Chu tức giận sẽ đuổi ta ra ngoài. Chưa kể sẽ đuổi mọi người ra ngoài. Ngay cả khi ông cho tôi 20.000 quân, tôi cũng có thể kiểm soát Tây Vực chỉ trong một lần. Bởi vì ta có sinh mệnh khống chế Tây Vực. Lão Chu không có ở đây, tôi vẫn có thể chinh phục các khu vực phía Tây mà không cần đắn đo, tạo dựng cuộc sống. Tam Tôn thực sự coi thường ta, bảo ta hãy rút vào phía sau. Ta đã từng sợ hãi khi nào. Tuy nhiên, giọng nói của Tam Tôn lại tiết lộ một thông tin khác. Kiểm soát vận mệnh của Tây Vực. Kiểm soát vận mệnh của Tây Vực bằng cách nào? Tam Tôn thực sự muốn đi một mình, không muốn ta đi chơi. Tam Tôn con cáo nhỏ này có những suy nghĩ khá đẹp. Làm thế nào Gia có thể cho phép con muốn gì? Hãy để nó dẫn con đuổi theo ngay bây giờ, rồi ta sẽ lặng lẽ theo sau. Ta lại muốn nhìn xem Tam Tôn sẽ làm gì sau khi được thả ra. Sau khi ta thấy Tam Tôn nó kêu, đột nhiên ta nhận ra rằng ta muốn thấy sự bất lực của Tam Tôn nhiều hơn nữa. Ha ha, để xem nó kích thích ta như thế nào. Sau đó ta cũng sẽ kích thích Tam Tôn. Lãng Thông, vì con là thống soái, ta sẽ cho con quyền lực quyết định. Ta ở lại gia dục quan cũng được, ngoại trừ Mao Nghị và Khánh Vương. Những người khác con cứ đem đi tất cả. Bệ hạ, tiểu nữ cũng muốn ở lại. Tư Hoài Tiến cũng muốn ở lại sao? Điều này không ổn. Lão Chu sẽ không theo tôi. Tôi không thể để chú Hai và Bình An cùng những người khác thấy khả năng của tôi được. Tư Hoài Tiến ở lại, tôi đang thiếu đi một lớp bảo vệ. Cố vấn quân sự từ cô nương, cô là thì vị trí của cô là phải ở bên cạnh tôi. Ai nói cố vấn quân sự thì phải ở bên cạnh cậu, để có được sự ưu ái từ Tư Hoài Tiến. Xin lỗi Ngô Vương, ta không thể để cô ta quan tâm người hơn nữa. Một người thừa kế vô dụng như vậy, nếu có xúc phạm, người sẽ bị xúc phạm. Ngô Bá Tông, trận đã nói rõ ràng, cố vấn quân sự phải ở bên cạnh thống soái. Chu Nguyên Chương lại nhấn mạnh, ngoài Mao Nghị và Chu Chiêng, mọi người khác phải làm theo, bao gồm Ngô Bá Tông và binh lính của hắn ta. Trời à, bệ hạ đã hạ coi tên phế vật Hoàng Tôn này như một đồng đội. Làm thế nào ta có thể chiến đấu? Tôi tốt nhất vẫn nên rời khỏi đất nhà Minh, về Tây Vực nơi tôi xa lạ với mọi người. Một vị tướng không đủ sẽ khiến ba quân thất bại. Ngô Vương Chu Lãng Trần làm thống soái, điều này sẽ giết chết ba quân, chắc chắn không ai muốn chết. Lúc đó tùy vào tình hình, thực sự có thể rời đi cùng quân của Cố Kỳ An. Quân Minh lúc này đang làm gì? Họ sẽ đuổi theo chúng ta à? Quân Minh không truy đuổi chúng ta. Nếu họ muốn đuổi theo thì họ đuổi theo lâu. Hai ngày đã trôi qua, tôi em là họ đang ăn mừng, uống rượu và chơi đùa với phụ nữ. Mahali, con có sợ quân Minh không? Báo cáo, đại hãn quân Minh đang tấn công. Quân Minh đang tấn công cái gì? Làm sao có thể? Mở cổng thành và theo ta ra khỏi thành. Chúng ta sẽ phản công. Ha ha, tên Bố Tạ và người Hami không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tạm thời không dám tấn công. Nói với Bình An, chấm dứt đứng yên như thế. Cậu ta vẫn cần tôi dạy cách chiến đấu sao? Bảo anh ta cứ làm theo những gì đã được cố vấn tư vấn lần trước. Bình An đã dẫn quân đi trước. Tôi sợ sức mạnh cậu ta quá yếu, chúng ta phải nhanh chóng đến hỗ trợ. Không cần hỗ trợ Bình An, nếu Bình An thậm chí không thể bị đánh bại bởi tướng Bố Tạ đó, cậu ta không phải là Bình An nữa. Ta sẽ đi xuống trước, tất cả kỵ binh sẽ theo sau. Lãng Trần, mau nhìn xem ai đang đến kìa. Mao tướng quân, sao lại đến đây rồi? Gia gia của ta đâu? Ngô Vương, bệ hạ đang lo lắng cho ngài. Ngài ra lệnh đặc biệt mang theo 500 huynh đệ tinh nhuệ đến giúp đỡ. Không phải chứ, ông đang lo lắng cho ta sao? Vậy tại sao ông lại theo sau? Ông không thể đến gặp ta trực tiếp được sao? Không cần phải quá thân thần bí bí như vậy. Bệ hạ sợ Ngô Vương sẽ từ chối, ngài sẽ bảo chúng tôi quay trở lại, bảo vệ sự an toàn của ngài. Vì vậy, chúng tôi được yêu cầu đi theo sau ngài cho đến khi đến Quảng Châu. Thật sao? Ta không ngờ gia gia lại cẩn thận đến vậy. Bệ hạ sao? An ninh của bệ hạ thì sao? Công của hoàng tử Chu Chiêng đã lần lượt đến gia dục quan. Ngô Vương có thể yên tâm, bệ hạ đang chờ đợi sự trở lại khải hoàn của ngài từ gia dục quan. Được rồi, theo ta lên phía trước và nhìn xem. Trung quân, hậu quân, tả quân, lũ quân tăng tốc tập trung về thành Quảng Châu. Lôi, Bình An, trước tiên hãy đến số người thương vong. Ngoài ra phải tính tỷ lệ chết trận giữa kẻ thù và chúng ta. Sau đó hãy báo cáo lại cho ta. Bình An đã báo rằng bên ta chết 305 người, địch 460 người bị thương và 410 người thiệt mạng. Trần Thương không thể đến được. Bình An tướng quân, không hổ danh là tướng tiên phong toàn quân. Thật sự rất là dũng mãnh, bọn chúng hơn cả sức mạnh và số vây mà cậu cũng có thể giết hơn 100 kẻ man dợ. Bình An, cậu nghĩ sao về trận chiến này? Ngô Vương, ta vẫn chưa hài lòng với trận chiến này. Đã rất tốt rồi, nếu là người khác nhìn thấy một kẻ man dợ có kích thước gấp 3 lần anh ta, tôi sợ anh ta đã bỏ trốn từ lâu rồi. Ta đoán cậu có chút tự nhận thức.
Thật là vô nghĩa khi cậu chiến đấu như thế này. Mọi người trong phòng đều bối rối. Chu Lãng Trần thực sự không hài lòng. Bình An, ta yêu cầu cậu chủ động, cậu có quyền tấn công, nhưng cậu không thể rơi vào bế tắc. Mắc kẹt trong một cuộc chiến, đây là kịch bản những gì người Hami muốn thấy. Cậu cũng nên tấn công chúng. Khi gặp hỗn loạn thì rút lui ngay để gia nhập đại quân. Một cuộc chiến như thế này, dù có thắng thì cậu cũng không thể bắt được vua Nasazi. Sẽ còn xấu hổ hơn nếu bị đánh bại. Bình An, ta nói với cậu, trong những trận chiến then chốt, cậu phải làm điều đó bằng mọi giá. Nhưng cậu phải bảo toàn sức lực cho những cuộc chiến như thế này. Và tất cả các người trong phòng đều nhớ, các người phải linh hoạt trên chiến trường. Yêu cầu của ta là cạnh tranh công bằng với kẻ thù trong các trận chiến không quan trọng. Có 500 người Hami chết, mà quân ta chết 200 lần thì cũng chẳng vẻ vang gì. Lý do là gì? Ta nói với mọi người, quân đội của chúng ta không có thêm người. Bắt đi một người chết. Mỗi binh sĩ của chúng ta đều là một đứa con của Đại Minh. Đắt hơn nhiều so với lũ man dợ. Nếu có thể theo nhóm thì đừng một mình. Tập trung quân mạnh, dùng nhiều lực hơn để đánh ít lực hơn. Điều này không những thất bại mà còn phải trả giá bằng mạng sống của binh sĩ. Hãy tấn công và mở đường cho tương lai chúng ta. Đừng chọn chiến đấu nhọc nhằn. Hãy chọn chiến đấu dễ dàng hơn. Những vị tướng này luôn muốn làm nên chuyện lớn. Đừng thô lỗ hạ gục vua Nasazi. Nếu thô lỗ hạ gục vua Nasazi, chúng ta cũng mất đi lý do tiến quân về phía Tây. Bởi vậy, tôi chỉ có thể lấy lý do này để chỉ trích Bình An. Có vẻ như đây là một lý do chính đáng. Không thể chiến đấu trực diện với kẻ thù. Trân trọng cuộc đời người lính. Lý do đó đứng vững. Hãy xem lão Chu là tấm gương điển hình yêu quân nhân như con. Haha, Tam Tôn đã tìm được lý do chính đáng. Nhưng mà Tam Tôn đã đúng khi chiến đấu như thế này. Đặc biệt khi nó nói, nếu có thể theo nhóm thì đừng chiến đấu. Nguyên tắc này rất thiết thực. Nó có thể nghe không cao quý chút nào. Thậm chí một số tên lỗ mãng khi gặp Tam Tôn như vua Nasazi cũng thật là xui xẻo. Tư Hoài Tiến trong trại rất ấn tượng sau khi nghe điều này. Mọi người đều cảm thấy rằng chiến thắng của Bình An là khó giành được. Nhưng Chu Lãng Trần đã nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Bất kỳ chiến thắng khó khăn nào cũng có tất cả đều phải trả giá đắt và sự hy sinh. Thực sự có rất nhiều vị tướng đang chiến đấu vì tương lai cá nhân của mình và lấy đi mạng sống của vô số binh lính bình thường. Tục ngữ có câu, một tướng có thể làm bạn xương khô. Chu Lãng Trần đang giả là một con sói có cái đuôi to. Nói như vậy là xóa bỏ hoàn toàn công lao của Bình An. Tương phản với sự xuất sắc của Chu Lãng Trần, Ngô Vương, ngài nói chúng tôi không có thêm quân nào cả, chỉ là một khía cạnh. Thực tế, điều khủng khiếp hơn là chúng tôi không có một lương thực và vũ khí bổ sung, vì vậy chúng ta phải làm bất cứ điều gì cần thiết. Đánh chiếm Quảng Châu, bắt vua Nasazi, không có gì phải lo lắng về. Bổ sung lương thực và vũ khí, tất cả khi bắt vua Nasazi sẽ được. Nếu không thể giải quyết khi bắt vua Nasazi, ta sẽ giải quyết vấn đề đó. Ngô Bá Tông dường như không tin vào tai mình. Ngô Vương, ngài nói khi bắt vua Nasazi không thể giải quyết, ngài sẽ giải quyết nó. Ngô Kiến Quân, ngươi không được ngắt lời ta. Ngươi thật là thô lỗ khi làm điều đó. Vua Nasazi, nếu không thể giải quyết được, hãy để ta giải quyết nó. Ngô Vương này không thể giải quyết được, hãy để Từ Hoài Tiến giải quyết nó. Cố vấn Từ tiểu thư không giải quyết được thì sao? Cố vấn Từ không giải quyết được, ta sẽ đối phó với cố vấn Từ. Ngô Bá Tông lập tức để Từ Hoài Tiến trốn tránh trách nhiệm. Ngô Vương, Từ tiểu thư chỉ là cố vấn. Làm thế nào cô ta có thể quản lý lương thực? Không phải ngài đang làm khó cô ấy sao? Ngô Kiến Quân, ngươi đã đánh giá quá thấp khả năng và trình độ của cố vấn Từ phải không? Giải quyết vấn đề lương thực và Từ Hoài Tiến không có khả năng này. Có vẻ như Tam Tôn sẽ tự mình giải quyết. Cuối cùng nó đã giao hết công lao cho Từ Nha Đầu. Ngô Vương, khi nào chúng ta sẽ tấn công thành? Hãy lịch sự trước rồi mới đánh nhau. Đầu tiên thuyết phục đầu hàng, không được. Nếu họ không đầu hàng thì mới công thành. Không phải là không thể thuyết phục bọn họ đầu hàng hay bỏ trốn, nhưng chúng ta không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Khi khởi hành từ Gia Dục Quan, mỗi binh sĩ chỉ mang đủ lương thực khô cho vài ngày. Cùng lắm là họ sẽ không thể sống sót vào ngày mai. Vì vậy tốt nhất chúng ta nên chiếm thành Quảng Châu chỉ trong một lần. Nếu không chúng ta sẽ không đứng vững. Tại sao ngươi không nói với ta sớm tối hôm nay sẽ chiếm thành Quảng Châu? Ngô Kiến Quân, người viết thư khuyên đầu hàng không được chạy trốn. Cô đưa nó cho vua Nasazi, cho hắn ta 2 giờ để suy nghĩ. Nếu hắn không đồng ý, nói với hắn ta tối nay chúng ta sẽ chiếm Quảng Châu. Còn nữa, hãy nói với vua Nasazi, nếu hắn ta muốn trốn thoát, ta sẽ không bao giờ lợi dụng kẻ yếu đuối, không bao giờ bắt hắn ngay lập tức. Tất cả chúng ta hãy chuẩn bị đi nhé. Hãy để mọi người giữ tinh thần cao độ, hãy cố gắng qua đêm ở thành Quảng Châu tối nay.